Hello, Bảo Trung xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Bảo Trung đi quay phim ở Bến Tre. Trong cái đoàn phim có thiết kế một cái quán cà phê, tức là cà phê Má Sáu. Theo lời yêu cầu của Bảo Trung. Cảnh Tây Đô là chủ đầu phim, chủ sản xuất, đạo diễn, có giải ý mời Bảo Trung trong cái phim này. Cái phim này tựa là Quan gia thành Xu gia, hay là Quan gia thành một nhà. Đó. Thì, đang phân vân về cái tựa phim, không biết là để cái gì, mà để là Quan gia thành một nhà là hay nhất. Cái cảnh cà phê công ty cổ phần của Má Sáu, đây là thiết kế quán cà phê thật, nhưng mà sự thật rõ ràng á là cảnh Tây Đô gieo duyên cho Bảo Trung là quen với tổng giám đốc công ty này, tức là anh Tâm. Bảo Trung sẽ làm vừa làm truyền thông cho cà phê Má Sáu mà vừa là nhà cung cấp cho tất cả cà phê, cho tất cả các cái công ty nhỏ, giống như là Bảo Trung đã cung cấp cho những cái quán cà phê, là những cái siêu thị, hay là bất cứ cái gì đó cần tới thì Bảo Trung sẽ cung cấp cho hàng hóa cho tất cả cà phê Mã Sáu, cho cái cửa hàng đó, giống như là cái công ty con. Bảo Trung là nhà phân phối chính của cà phê Mã Sáu. Nhà Cảnh Tây Đô ơi, vô Dạ. đây con, vô đây con. Đây Dạ cậu. Cảnh Tây Đô, nhà sản xuất phim, rồi Dạ. vừa vừa là đạo diễn, tổng đạo diễn của cái phim Quan gia thành một nhà. Rất là cảm ơn Cảnh Tây Đô đã gieo duyên Dạ cậu. cho cậu gặp cái làm việc với cà phê Má Sáu, Dạ bên cậu. tổng đốc công ty. Thì từ đây sắp tới trở về sau là Bảo Trung sẽ là nhà phân phối chính độc quyền ở Việt Nam về cà phê Má Sáu. Cũng gần đây Bảo Trung cũng sẽ là mở một cái quán cà phê, mà Cảnh Tây Đô còn thêm một cái câu nữa là cảnh nhà vườn, thì chuyên môn là tạo những cái chỗ mà để cho mà nhà vườn, để cho anh em quay phim gì nọ, rồi thì ủng hộ Bảo Trung làm việc này. Đây cà phê Mã Sáu ở đây. Đây là cà phê Mã Sáu. Rất là nhiều loại phải không Cảnh? Có cái nào là cà cà đây 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 là cà Cà phê phê hộp. phê hộp cider, rồi bơ là rồi mình quê mình pha bằng phin cũng được mà rất là ngon. Cái này là đặc biệt nha, đặc biệt pha bằng bột, pha lấy cái bột cà phê đó pha phin rất ngon. Khi là hơ kia là Má Sáu hương trộn, cà phê hương trộn. Cà phê hương trộn. Không ơi, lão đâu mất tiêu vậy? Vào đây, vào đây. Đây là không giúp cho, cũng giúp cho cái đoàn phim dữ lắm luôn. Đây là anh em mà giao duyên nhau chơi nhau không à, không tự nhiên xuống giúp à. Đó, cũng dạng sếp này, sếp giúp đây. Thế bây giờ đang làm cái hàng rào, đang làm cái hàng rào để sáng mai tôi quay sớm cho Bảo Trung. Quý vị thấy cái này là biết là bảo của Bảo Dung rồi. Hễ 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 Má Sáu đã về rồi. Ở đây mấy em cũng diễn viên cũng tới rồi, mai mới quay nhưng mà đã tới rồi. Lột lột ra xíu coi coi mặt coi. Em chào khán giả, con người của cô Trung à. Em tên gì nói đi? Dạ em tên là Ngọc Thảo. Ngọc Thảo, ok Thảo, ngồi đi ngồi đi, cứ ngồi đi không có sao đâu. Ok ngồi đi, đi cùng Ngọc Thảo phải không? Ok. Đây là bé này là ngày mai Thiên giữ luôn Ngân. nha. Chào khán giả con. Chào khán giả đi con. Ngày mai là cũng có vai trong cái phim này nữa nha, Quan gia thành một nhà nè. Ở đây đang thiết kế một cái hàng rào, rồi cảnh trí là rất là tự nhiên. Ở đây là Bến Tre quý vị. Em ai mà thức qua đây. Ở đây là Bến Tre quý vị.
À, thấy không, thấy cảnh trí thiên nhiên dừa không, nhìn dừa là biết Bến Tre rồi. Ai đứng như bóng dừa. Quý vị cứ xem là cà phê Má Sáu rất là nhiều loại, mà riêng Bảo Trung thì sẽ mở quán cà phê ở Sài Gòn, nhưng mà độc quyền về cà phê của Má Sáu, tại vì Bảo Trung là nhà phân phối mà. Thành ra đó, anh em nào mà muốn mở cửa hàng thì hay là buôn bán cà phê gì đó, hay là tất cả các siêu thị, nếu mà cần thiết thì Bảo Trung liên lạc với Bảo Trung sẽ bỏ tất cả cho quý vị. Phim này dài lắm, tới 10 tập. Ngày mai đó Bảo Trung sẽ quay dài để Bảo Trung giới thiệu cái phim cho quý vị xem. Trong này cũng có Dũng Nhí nè, Y Chung này, còn nhiều diễn viên nữa, mà tới chắc là trên đường xuống. Cậu bên kia còn hai thằng thiết kế ngồi nhìn quá trời. Hai thiết kế gì đó. Rồi. Áo đỏ này là tôi chịu nó nè. Tại chiều nay là đám cưới nó nè. Để tôi làm cái tập lục kia rồi là nó lo cơm nước, nó làm dữ lắm luôn. Lột đầu ta đó chứ vậy. Chiều nay hỏi gì, đi hỏi vợ phải không? Dạ. Chừng nào cưới? Trời đất ơi, nó cỡ nó cho nổi. Chừng nào cưới? Chiều nay đi hỏi vợ, chừng nào cưới? Trời ơi, mắc cỡ gì nữa, mắc cỡ vậy cũng mắc cỡ nữa. Ok, ngồi đây để cái này là đấu hàng rào đúng không? Dạ, hàng rào. Này hình thiết kế. Hàng rào mà thấp quá vậy? Làm chân cao lên cậu. Làm chân cao luôn chứ. Dạ. Cao hơn cái này nha. Bằng cái này cậu. Hả? Bằng cái này nè. Cái này không đẹp đâu. Cao hơn mới vui. Cao hơn thì hồi bắn dừa cao hơn. Cao hơn cây mình đóng. Đóng cái cây cao lên cậu. À, cao hơn cho nó vui. Dạ. Nó phải tới đây nè. Nè, nó cao tới đây nè. Để cho Dũng dưới nó qua không được. Vậy đâu đóng cái dừa dài lên. Cảnh đốt nhang đây cảnh ơi. Cảnh đốt trước thôi cảnh. Hôm nay là cũng khai máy một cái phim Quan Gia Thành Một Già, do Cảnh Tư Đô sản xuất, đạo diễn Cảnh Tư Đô với Hải gì? Eo. Eo đốt nhang đi em. Đốt nhang bạn ơi. Chụp nha. Đây. Chụp chứ không quay. Đây đạo diễn Heo. Heo thiên sứ. Nghe tên nước bài bổng ở đầu. Hôm nay làm khoảng từ 8 tới 10 phân đoạn. Ý 10 tập. Thì quay vòng mấy ngày ở Bến Tre, đang là Bến Tre. Đây là ngay chỗ này là Bó Cày phải không? Dạ, Bó Cày Nam. Bó Cày Nam. Anh lên anh Dũng rồi. Không cảm đi, anh lùng anh đi hơi chậm chút. Con còn nhỏ con cúng sao từ để người lớn cúng trước con. Con nhỏ. Sáng sớm mà thấy bộ đồ là chói là muốn gây lộn rồi.
phong đồ mới đó, phong ra đúng giang mới đó. Duy đâu rồi? Cái thằng này nó tưởng tượng là tổ cũng hút thuốc như nó vậy đó. Nó đâu cần làm, nó vẫn đẹp như thế, đâu cần làm đâu. Đây mời qua đây mình chụp cả đoàn luôn cả. Ừ, qua đây chụp cả đoàn đi. Chụp hết trơn. Tại đó nó quay cho mình chụp cả đoàn. Chụp hết rau lên, chụp cả đoàn luôn. Hỏi hết pin, lấy điện thoại bạn cho mình. Quay rồi có gì không? Quay mặt căng quá. Có mà. Quay phải căng. Rồi lên coi. Ai chụp, còn mới làm gì đâu. Vô. Vô đây luôn Phong, đưa hình chụp cho Phong. Vô, tắt vô. Sáng vô coi sợ ma gì. Đứng xích vô sợ ma hả? Được rồi. Vô đây, lên chứ. Dạ. Máy nào? Máy nào không nhìn? Được. Hiếu vô. Đứng xung quanh đi, ra bên đây thấy nè. Rồi cả nhà nhìn mấy nha. 1 2 3 cười tươi lên nè. Rồi 2 3. Không có ta cười muốn chết luôn, cười tươi nào nữa. Đứng lùi lại chụp lấy cái không rộng coi. Lấy. Đứng lùi lại chụp con cái phong rộng coi. Không không cái năm đi. Ừ, bên chân mới mi trước kìa. Đoàn này bạn Dũng nhiều quá. Để con kêu cho mình làm gì, che mày. Đồ đó nhiều lắm rồi đó. Thôi được ấy, thôi được. Có hình mà che. Mày làm cái gì á? Cái máy của tao. Hả? Cái máy của tao mày làm gì vậy? Cái này của ai? Của tao. Tính đưa gì đủ tiền ăn cho tao ổn mì đi hả? Chụp cho anh cái ổn mì mấy ông. Trời ơi, cái này cái máy của anh Trung. Chụp mấy đẹp lại cái nè. Rồi mày cũng nói về lời đi. Mày cần gì? Thôi. Anh đi chung với Trung. Đâu vô. Lùng phải kia mấy cao quá. Rồi. Rồi. Chúc anh Vy thành công nha. Cái này thành công nhiều nổi. Mới khùng nữa. Mình đã khùng lắm. Dí vô đây đi. Vô chơi, vô đây. Nay về đây bán cà phê hả? Bán cà phê. Còn bán cà phê hay bán rượu? Bán cà phê. Cái này giống cái hũ rượu quá vậy. Cái bình này có cảnh tay đô tặng à. Lúc này vô đây cảnh, vô cảnh. Quá trời quá đất ha. Bán cà phê rồi. Cái gì? À, công ty cổ phần cà phê má sáu đã về. Hễ là sao? Tao nè. À quên rồi. Má sáu đã về tức là về thị trường Việt Nam. À hiểu không? Dạ. Để má sáu đã về rồi. Dạ. Tức là má sáu đã về thị trường Việt Nam. Hồi xưa giờ đã bán nước ngoài nhiều. Dạ. À, bây giờ đã về thị trường Việt Nam. Bây giờ anh là nhà phân phối độc quyền cho cà phê má sáu. Trời ơi. Thành thử ra cũng nhờ cảnh Tây Đô gieo duyên. À, gặp gỡ nhau để là kết hợp làm ăn luôn. Dạ. À, thì à, quay cái đây là cái phim của cảnh Đô đã tổ chức cái phim này làm 8 tập phim. À, cái tựa phim là Quan gia phải không? Quan gia thành Quan gia thành một nhà. À. À, thì cái để cái này lên tức là không phải là quảng cáo nhưng mà nó là bảo chung là chủ quán cà phê sẽ đề nghị để nó má sáu luôn. Dạ. Tại dạ. Vì anh sắp mở cái quán cà phê Sài Gòn. À. À, mở quán cà phê Sài Gòn mà anh độc quyền về cà phê má sáu. Rồi chuẩn bị là mình có quán cà phê. Có chỗ để mình ngồi chơi. Má sáu bảo chung vừa à. Uống cà phê vừa ăn cơm luôn không? Ăn cơm đầy đủ luôn. Có tắm bảo chung á. Dạ dạ. Anh rồi. Để, anh đã chuyển về Sài Gòn đây. Dạ. Anh em nghệ sĩ uống có phải trả tiền không anh? Trả chứ trời ơi làm đúng. Mày không dưới tà mạc luôn sao? Riêng anh Dũng với Cho cho tôi miếng nước anh. Nó lấy không có nổi, nó bưng không có nổi, nó muốn bưng cái bình lên cháy vô. Nè tạt vô múc đi. Kỳ vậy. Cái bình này sao bưng nổi? Nè bà là uống cái ly này là đúng nè.
Ok, nữa anh em mình làm cái quán cà phê ở Sài Gòn cái dạ. Gặp nhau cái ngồi sáng sáng ngồi đi dốc mà chơi được. Dạ. Gần nhà mình anh thích làm nhà bè. Rồi, chừng nào nhà bè không bảy gì thôi. Xong xuôi hết rồi mặt bằng như thế nào đó rồi chừng nào khai trương rồi hú tụi em chạy xuống chơi với anh nha. Coi như cà cà phê Má Sáu là đi về thị trường Việt Nam. Dạ. Nhưng mà cà phê nó rất là ngon. Dạ. Ngon ngon lắm. Tại anh cũng đâu có dám tại mình đâu phải là nghề này đâu Dũng. À, nhưng mà nhưng mà cảnh nó đưa nó uống nó đưa cà phê uống anh rất thích vô cùng. Dạ. Ở đây có nhiều loại cà phê đó mà có gì dạ. Ở đây cà phê hạt, cà phê hạt mình xay ra dạ. Mình xay ra mình đổ vô phim dạ. Này giống vậy nè nhưng dạ, mà đây là máy luôn máy luôn nhưng mà phim á xay á thí dụ xay mà pha phim á là xay nhuyễn dạ. Còn xay và pha máy á là phải xay cho nó dày chút à. Nó lớn chút tại vì cái máy nó đánh máy đánh nếu mà xay nhuyễn thì nó bị nghẹt. À, còn pha phim này thì cái máy này là máy 301 phải không Cảnh? Dạ máy 301. 301. Cái máy của anh thì bự lắm. Máy của anh bự. Ủa sao nó giống cái thùng mà đều máy đi vi tính của anh? Ừ. Đây vậy đó cái đơn giản mình bấm lên nó chạy xuống à. À cái máy này thì nó máy dễ xài lắm. Đó. Chạy cắm vợ cháu vô ly. Có đẩy ly đâu. Đó, có đẩy vô vô. Đó. À đây đó, đẩy vô đó. Đẩy vô bấm lại cái nữa đi, bấm lại cái nữa đi cho bỏ đi uống. Không lại cái nữa. Nó dễ lắm, nhưng mà cà phê rất là ngon. Em thử đi, em thử. À cà phê. Mình bỏ cà phê sẵn vô nữa rồi. Tất cả là 301 cái máy này nó vậy. Ừ. Còn cái máy của anh là phải pha trực tiếp. Dạ. Ừ. Đó. Thử nghe mùi thử đi. Sắc là miếng bà cũng bà uống hết hả bà? Người miếng chứ. Thơm phức ha. Thơm quá. Ừ. Thơm. Lên nghe cái mùi thơm cà phê liền thấy chưa? Ngộ ha. Cà phê là nghe cái mùi thơm cà phê liền ha. Ừ. Cái chứ mấy mà tưởng đâu thơm mùi chú hộp. Bia. Không cà phê bia có nghe cà phê Tiger có vậy. Cà phê Tiger. À, thật là ở đây nó rất là nhiều loại cà phê chứ không phải là một loại. Dạ. Cà phê trộn nè. Rồi phải giới thiệu các coi. Cà phê sầu riêng. Cà phê đủ thứ hết. À mùi phải không? Cái mùi á. Cái mùi vị phải không? Nhưng mà sự thật. Đầy đủ hết. À mùi vị. À, nhưng mà nếu mà mình uống ghiền á thì mình muốn chỉ mấy loại này thôi. Còn nó có nhiều phụ nữ thích uống cái mùi sầu riêng, uống mùi này mùi nọ. À. Kia. Nhưng mà anh đãi nha, về Sài Gòn anh cũng đãi là hễ nha, không bỏ chữ này nha. Đâu bỏ được. Ừ. À, rất may mắn là mà mình cũng độc quyền về cái mình chia sẻ cà phê này. Dạ. Thì thiệt là anh không dám làm nhưng mà sự thật là anh uống ngon rồi mới dám làm. Dạ. Uống ngon. Rồi anh trải nghiệm trước rồi. Trải nghiệm rồi. Bây giờ mình phân phối tức là mình kêu gọi tất cả các công ty từ Nam cho tới Bắc. Anh em nào muốn mở có cái cà phê Mái Sáu thì nhà phân phối bên anh sẽ yểm trợ. Dạ. Rồi liên hệ còn, trước tiên là ví dụ anh em quen biết thì liên hệ với anh. À, còn rồi, nếu mà mở mà muốn múp lê muốn đầy muốn nọ thì đây có Cảnh đây đâu, lỡ lo gì nữa. Rồi bây giờ anh em mình tranh thủ đi, tranh thủ cúng chút xíu chừng 5 phút nữa, 5 phút nữa là anh em mình tranh thủ ăn uống chút xíu đi rồi quay sớm cho đẹp. 7 giờ nha, cũng 7 giờ. Ok. 6:35 rồi, 25 phút nữa chơi. Anh tự quá trang luôn hả? À? Tự quá trang luôn. Trời, hồi đó giờ anh quá trang không à? Anh mới có nhờ người khác. Dạ. Ừ. Cái này là kem chống nắng. Chống nắng à? Kem chống nắng tốt lắm của Dr. Cell nhưng mà em thi sản xuất. À, cái này cũng nước ngoài hả? À? Nước ngoài được, của Hàn Quốc ra. Dạ. Nó mắc tiền lắm, có chút xíu gì mà 600 ngàn. Nhiều. 600 ngàn. Có chi mà 600 ngàn hả? Em xí xài mấy giọt thôi, không có nhiều. Em bỏ mấy giọt này nè, giống như anh này nè. À. Rồi trước khi em mới cấp á thì em tha là vô trước. Ừ. Em tha là vô trước chút xíu rồi đó. Thì cái em đánh phấn vô. Dạ. Em đánh phấn vô. Mà cái này còn cái này là mấy body. Cái này à? Body. À. Cái tại vì nó bự vậy mà nó rẻ, nó có 300 mấy à. Ừ. Còn cái này nó thay body sao chịu nổi. Đúng rồi, cái này chỉ sức mặt thôi phải không? Anh xài này bao nhiêu năm rồi đó? Là cái này là công dụng của nó là chống nắng. Chống nắng mà hay lắm luôn. Tại vì anh không nhờ cái này là cái mặt anh bị sần dữ lắm luôn. À. Anh quay, anh nhờ cái này.
nhưng mà nó đúng rồi, chứ nhiều khi mình đi nhưng quay mà xài lâu lắm à, chứ không phải ấy đâu, 6-5 ngàn mà lâu lắm à, chứ không hết đâu. Nhiều khi mình đi quay đi đồ mình ở ngoài nắng không á, phải có cái này mới được đúng đỡ rồi. Chứ không thôi không có ngày nào cũng ngoài nắng hết nó lột da đó. Còn mấy cái kia chai bên kia là cái gì, cái này là coi như là cái là tẩy trang. Ừ, tẩy trang tốt lắm, tẩy trang. Ừ, bữa nào mua anh mua cho chị Diệu Thắm á, chị Diệu Thắm là chị độc quyền về cái này. Dạ, mấy cái này anh chỉ độc quyền về mấy cái này đó rồi. Em có mua để em gửi chị mua cho. Dạ. Ừ, chắc mai mốt rồi em cũng phải xài chứ, mình cũng phải bảo vệ da mình chứ anh. Đúng, đúng rồi. Dạ. Nó cái bộ nó tới 4 cái. Dạ. Cái này là chống nắng body, tẩy trang với rửa mình rửa mặt đó, cái chai rửa mặt nè. À, với tẩy trang đó. Tẩy trang rửa mặt, tẩy trang, còn chai tẩy trang nữa. Mà nguyên bộ thì nếu mà tính là nguyên bộ luôn mà mắc không anh? Không có mắc đâu, mình xài lâu lắm, xài lâu lắm mới hết. Mấy tháng chứ hả? Mấy tháng được. Dạ. Đó, để cái em làm vậy xong xuôi em đánh phấn lên thôi hả? Dễ. Dạ. À, bởi vì em phải đi quay chung với anh là vậy á. Ừ, phải. Phải không? Xong cái đợt phim mình à. Ừ, quan gia về chung một nhà không anh? Dạ. Quan gia thành một nhà. À, quan gia thành một nhà. À. Rồi được, có gì đợt sau nữa anh có quay nữa, nhớ nhắc nhắc em cái gì, em quay chung với anh nha. Sao phải quay với anh vậy? Phải quay với anh lắm. Dạ. Thì có cái này nè. Rồi, rồi. Nãy giờ sức vô đỡ chống nắng á, đỡ. Ngon á. Ê chơi kỳ nhí. Bạn xài chung với tôi đi cho nó mượn. Ê chơi kỳ á. Tự nhiên xài kéo người ta rồi khoái rồi nữa. Trời nó xài nó hết hũ của tôi rồi. Nhí. Dạ. Chơi kỳ vậy. Cưng miếng à. Miếng đâu? Xài hết hũ của ta thì miếng gì? Có nửa khúc chứ nhiều. Trời kỳ quá à, là bộ sao thoái chưa quay vô với tôi nữa. Tôi hiểu lầm này rồi. Sẽ ké không? Ủa đâu ra chai này Dũng nhí? Anh bảo chung tặng á. Đã vậy? Vô. Tại bảo chung tặng luôn hả? Anh đang quá trang trọng á. Mày đi, mày đi vô khác, mày đi liền, mày đi vô khác. Mới được ra lời Dũng nhí. Sao nói gì bảo chung tặng? Tặng, nó ai xài ké mà tặng cái gì? Ôi, con trai đâu có tặng, giật con không nổi. Tôi té không à, mày đặt là bộ thích quay với anh lắm cái nhỏ. Trời ơi, vụ tao hả? Đặt ra ngoài bờ sông cái quay cái nắng ăn đang thui à. Ủa cậu, cái mặt con sức đó được không? Thôi hết. Hả? Mày sức chừng mà mùi hủ chưa sáng nữa. Mặt tối quá mày đặt lại mày với thằng Dũng nhí á. Cái lợi chôm đồ của tao hoài à. Ô, qua cái nó đẹp nó hay tao xin. Hay gì xin gì chả cái phải mua chứ, rồi để mà ủng hộ chứ, tự nhiên xin. Rồi. Hả? Rồi đưa tay đây. Nè đây con, tay ha. Rồi, đi chuẩn bị quay đi. Anh cướp ơi, khỏi làm, anh cũng làm cho anh thôi. Thôi khỏi luôn. Mà ở đoàn này ta không có tin tưởng người nào hết trơn. Khỏi. Cái vụ. Mày chống nắng em. Trước khi mình quay rồi thấy sức chống nắng trước. Mà xịn đấy anh Trung. À, thơm nữa. Cái này là chút xíu gì mà 6-5 ngàn đó em. Thôi. Nhưng mà lâu lắm, xài lâu lắm. Anh chỉ về vui thôi, một giọt nha, giọt vậy thôi. Không mà thơm nha anh Trung nha. Ừ. Anh làm cái này chống nắng tốt lắm, tại của Dr. Cell nè. Dạ. Của Hàn Quốc. Mà anh mua ở đâu vậy? Cái này là đâu vậy anh? Cái này là vui thấm cái cô làm đại lý này nè. Ừ. Phân phối cái này nè, là của LT á. Dạ. LT sản xuất. Ủa còn cái này anh Trung? Cái này là body. Cho body. Body dành cho body. Cái này rẻ 300 mấy à? Còn này anh Trung. Body cái này là rửa mặt. Trời xịn cái này nữa. À, cái này là tẩy trang á, tẩy trang còn cái cũng có loại rửa mặt nên để nhà. Mà cái này mắc Minh Trung rẻ, cái này mấy vài trăm à. Ừ. Nhưng mà nó xịn nha, đẹp nha. Cái này của Dr. Cell, cái này hơi mắc chút. Không, mà thơm quá à. Ừ. Em thích cái mùi này, nó dịu dễ sợ. Ừ. Cái này chống nắng tốt lắm nè. Dạ mình có cần hả
anh mới làm về tới chiều luôn á, nó chống tới chiều luôn á, không có bên, nó khỏi cần đánh lại nữa. Ôi. À nếu dậm dậm bắn thôi, không cần đánh nữa. Hay vậy ta. Được ạ. Bên làm cần chống thôi. Cái này chống nắng là dữ lắm á. Tốt tốt lắm. Sáng là một lần một là tới chiều luôn. Nó biết mà. Xịn nha. Một bộ nó là bao nhiêu, tầm bao nhiêu anh Trung? Bộ nó khoảng chừng triệu em, triệu ngoài á. Triệu mấy á. Nhưng mà xài của anh là 6 tháng, anh đưa quay thường thường về xài 6 tháng. Mà nó lâu hết ha. Lâu hết á. Ừ. Đi ngoại cảnh là nguyên bộ này là đủ tiền rồi anh nha. Nguyên bộ rồi. Trời em thích cái mùi nó đã ghê á. Chúc em làm anh giống như anh Trung. Nó đặt là trời ơi má ơi. Trời ơi chết tôi rồi trời. Anh đi đâu vậy? Anh Trung. Anh Trung. Mày làm gì được tao vậy? Anh. Gì? Gì? Không, chạy hao lắm. Qua nó đặng anh gần là nửa tiếp đó. Nó phá nó quậy gần nửa tiếp đó, nguyên ngày qua đó. Bỏ đi. Giờ đi. Làm trước nó không đi, làm trước nó làm sao? Nhớ hồi đó tao quen với má mày. Mày xách cây bê rượt tao. Tao về nhà tao mét má tao. Tao nói mày.